Tại Hội An, bất động sản hạ nhiệt khiến việc thanh lý tài sản để xử lý nợ cũng không dễ dàng. Nhiều khách sạn đỉnh điểm giá 200 đến 300 tỷ đồng, nhưng nay thậm chí giảm xuống 2/3 giá vẫn không có người mua. Ở trung tâm phố đi bộ, những dãy nhà cổ từng cho thuê với giá vài chục đến vài trăm triệu đồng một tháng thì nay cũng rơi vào cảnh đóng cửa. Biển hiệu giao thuê treo dày đặc, giá thuê giảm 1/2 nhưng tỷ lệ lấp đầy vẫn không nhiều. Nhiều khách sạn tại Hội An đã được thế chấp cho các khoản vay từ năm 2016 đến 2018. Vietinbank cũng giao bán nhiều bất động sản, phần lớn là khách sạn 3, 4 sao, homestay và biệt thự du lịch tại Hội An với giá khởi điểm từ vài chục tới vài trăm tỷ đồng.